Yo. Yo.
Chưa bỏ à? Nấu xương, nấu gì cũng được. Thank you.
tao được nhanh nữa. Thế chị lấy một ít nữa thì có hai bó. Đó lấy thì sao vẫn để đây. Ở đây nó lấy. Thế mà chị chọn nó không chọn cái dài. Nó phải giống ở đâu mà lắm chứ. Người ta cái này người ta trồng cả một ruộng luôn. Đấy, đấy này. Xong rồi đó, bà lấy hai bó đó là được. Đấy, bó đó là bó to thế này. To thế thì... Cút kia ra. Đây như để đây tí nữa. Cái lấy. Cận nó dài, dài dần dần. Đấy, dài chứ nó được nhiều. Nhiều giống người người nhặt lắm. Cái này em chưa bó. Sao mày lấy ở đâu mà nhiều thế? Đây ơn mông tay nó không ngay nhưng mà nó tiền để ngoài đây. Đây ở đây thôi. Lại phải mất chanh. Nó đèn có cái đèn thì cạo chết. Này, bà lấy hai mớ. Ghét cái mớ chọn ở kia nó cứ hay có cái đèn đen. Về cái đấy phải bố á. Chứ cạo đâu cạo được đâu. Cạo được. Bà lấy chứ. Đây, chưa? Cho ta cái thứ. Ngồi đây mình nhặt. Nhặt cái mày cái kéo ra. Đây mới để nhận phần để đây nhận này chắc nó có chồng cho con. Chắc cái loại này nó lấy ác nhỉ. Yeah. Tức là lấy hết mẹ nó rửa lại tao bán rồi. Bà lấy hết cháu lại không bán bà. Đó người ăn người lấy. Bà lấy hết cháu lấy. Không biết nhau người lấy mày cứ đủ cảnh như thôi. Đâu, cháu đi lấy không? Đây nè, có thêm vào đây nè. Đây này, có thêm vào đây nè. Mày lấy. Nó nói chứ thôi, ta đã lấy rồi mà. Cái sắp cái này. Rồi. Khoai điêu rồi.
Chợ Bạc Đông, 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 chợ Bạc Đ
Thank you.
Thank you.